Xin chào các bạn. Mấy em cũng phải chào đi để tôi chào hoài. Giới thiệu tên đi. Helen hả? Helen mà nói nhỏ quá tưởng ốc len à. Giới thiệu lại đi. Mình tên là Helen. Rồi em tên gì? Jessica. Rồi, xin chào bạn Helen và Jessica. Hôm nay đến cái bài tập người cá quốc tế cuối cùng là mấy em phải thở được bằng ống thở ha. Thì trên tay tôi có hai cái ống thở này. Ống thở này giúp mấy em lặn xuống. Lặn xuống nước và khi nổi lên thì vẫn có thể hít hơi vào được mà nước nó không có vô cái ống này, nhưng mà phải thở đúng cách thì mới làm được như vậy, chứ không thôi là nước nó vẫn vô. Bây giờ bạn Helen mà bữa nay là chưa lên người cá level 2 mà đã được biến hình thành người cá level 2 nha. Các bạn biết tại sao không? Bơi quá tốt, phải không? Mấy cái bài tập kia là em tập rất tốt rồi. Bây giờ còn cái bài tập cuối cùng tôi muốn hướng dẫn mỗi em cầm một cái ống thở giùm tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc lần sau sẽ không dùng ống thở này nữa. Chuyển qua tôi đang kiếm một cái loại ống thở tốt hơn. Bởi vì cái ống thở này ở cái phần này à, nó hay bị rớt ra mất. Đúng rồi, của em bị rớt rồi đúng không? Nó bị rớt là hư luôn. Mà cái ống này là cũng ba mươi mấy đô la. Nó cùi bắp quá. Nên lần sau cho mấy em coi thôi, lần sau tôi đổi qua xài ống thở của Speedo luôn. Mình không xài đồ của IST nữa. Rồi, hướng dẫn như thế này. Ống thở này mình sẽ để bên phía tay trái. Bên tay trái đâu? Tay trái đây. Đúng không? Đặt ống thở bên tay trái. Chỗ này là để em ngậm vô hả? Miệng ra. Rồi cái hàm răng em ngậm vô hai bên ở hai cái gờ này nè. Không, cái này là em ngậm phía trong hàm. Rồi. Rồi cái môi của em là ngậm chặt vô đây khi em hít hơi vào, đúng không? Lúc mà em hít hơi vào cái miệng đừng có hở cái mép. Hở cái mép là em hít vào là nước nó sẽ vô miệng của em. Hiểu không Helen? Đã bị hở mép rồi nè. Cái môi chu ngậm vô cái này. Rồi, hít một hơi. Nín thở lại. Đếm 1, 2, 3. Thở hơi ra. Thở hơi ra là hơi nó sẽ thoát ra khỏi cái ống này. Rồi xong đếm 1, 2, 3. Hít hơi vào tiếp. Bị đau hả? Bởi vì em chưa biết, anh nói là em ngậm vô thôi. Để giữ cái ống thở lại đúng không? Rồi, hít hơi vào. Rồi nín thở lại đếm 1, 2, 3. Rồi thở mạnh hơi ra. Hoặc là thở nhẹ thôi. Bởi vì cái ống này nó cải tiến rồi. Bây giờ trước khi xuống sử dụng ống thở, Tion muốn hỏi mấy em một điều này. Mấy hôm nay em có bận học không? Có. Em là nghỉ tập luyện là cũng nửa tháng rồi đúng không? Hôm nay em còn nhớ ba cái bài kỹ thuật bơi người cá không? Nhớ. Em luyện hết rồi. Mà dạo này bận đi học lắm hay sao? Muốn trở thành người cá thật sự là mỗi ngày em phải bơi ít nhất ở tuổi của em á, một tiếng đồng hồ. Ừ. Mà bơi liên tục á. Bởi vì nếu mà mấy em mà bỏ bơi á thì mấy em sẽ đi mất đi cái khả năng bơi lội của mình rất là dễ. Giống như Tion là đã bơi hai vòng trái đất rồi. Biết hai vòng trái đất là bao nhiêu km không? Một vòng trái đất là 40.075 km, mà hai vòng trái đất là 80 mấy ngàn km, đúng không? Ừ. Và mỗi ngày là Tion phải bơi liên tục 5 km. Ừ. Một năm có bao nhiêu ngày? 365 ngày. Và tôi đã bơi trong 14 năm nên đã hơn 2 vòng rồi. Và muốn trở thành người cá thật sự mấy em phải bơi đến mức như vậy. Nhưng mà ở tuổi của các em thì mỗi ngày chỉ cần cố gắng bơi 2 km là được. Người cá VVNE hả? Dạo này thích âm nhạc nên ở nhà luyện đánh đàn không à, không có luyện bơi. Nên khả năng của người cá của mấy bạn ấy đang giảm sút rất. Em nghe là chị VNE nín thở cho một phút, em nín thở bằng rồi nhưng mà khó thở quá. Em nín thở bằng chị VNE rồi hả? Giỏi lắm. Nhưng mà nó hơi bị khó chịu. Rồi, Tion thông báo cho mấy em là mỗi ngày mấy em
Làm sao làm phải ráng tập luyện. Bơi 1 đến 2 km ha. Vậy mới tốt. Mấy bữa nay em chứ không thôi là mai mốt là vẫn yếu. Là mai mốt bỏ bơi lâu quá là trở thành người thường lại. Yếu lại. Bởi vậy tôi phải bơi rất là nhiều rồi mới có thể thành thầy người cá thế giới được. Và nín thở hơn 5 phút rưỡi. Rồi bây giờ mấy em xuống nước đi. Nữa em làm như vậy là cái đuôi sẽ bị hư á, anh nói rồi. Ngồi xuống đàng hoàng. Đẹp quá Tiêu ơi, cho em cái đuôi. Rồi. Bây giờ tập thở bằng cái ống này giúp mình nở rộng thể tích phổi lên, mấy em mới có thể nín thở lâu được. Nhiều năm sau phổi của mấy em sẽ rất là to, giống như Tion vậy đó. Rồi. Tiêu ơi, Tiêu không thở nào mà vừa mắt kiến vừa ông thở gớm chung được không? Cái đó là đồ cùi bắp, đồ chơi trẻ em đó em. Nên bán nguyên một cái bộ như vậy luôn, nó rất là rẻ tiền. Còn cái một cái ống này thôi đã bằng nguyên cái bộ em nói rồi. Rồi. Đồ xịn đó, mà nó bị cái khuyết điểm ở chỗ này nè. Nó dễ bị rớt cái này lắm nè, nên lần sau Tuyôn sẽ cho mấy em xài đồ speedo luôn. Rồi em làm tiếp nha. Mắt kính nó sụp rồi, mắt kính đâu? Mắt kính em đang đeo mà. Em bị quán hả? Em đeo mắt kính xuống trước. Rồi, cái ống thở của em. Em đuổi cái cây này xuống. Đó, cái chỗ này nè, đó em đuổi nó xuống rồi em ngậm cái này vô. Em hít hơi vào, em nổi đuôi lên ngang mặt nước. Đuôi em nổi rồi. Em mới lắc đuôi người cá. Rồi em đếm 1, 2, 3. Rồi em thổi hơi ra. Rồi em hít hơi vào tiếp. Khi hít hơi vào thì cái miệng của mình phải ngậm chặt. Dính là đừng có hở cái mép ra khi hít hơi, hiểu không? Nước sẽ chui vô miệng của mình, hiểu không? Nên hít hơi vào là cái môi của mình phải ngậm chặt vô cái ống thở. Rồi em làm đi 10 lần. Giỏi đó. Tiếp tục nha em. Đó, mấy bạn mà tập giỏi mà mau biết bơi lặn lội giống như bạn người cá Helen thì đỡ cho Tiêu Anh biết mấy. Tiêu Anh có thể giúp nhiều bạn người cá hơn. Còn bây giờ mấy bạn bơi yếu quá à, nên Tiêu Anh không dám nhận người thường làm người cá nữa. Tiêu Anh phải đào tạo cho mấy bạn này thiệt giỏi để trở thành người cá quốc tế nè. Phải mất rất nhiều thời gian. Tiêu Anh còn không có thời gian tập luyện cho Tiêu Anh nữa đó các bạn. Đó. Tiếp. Chú. Dạ. Mua đồ thì... Chú tính làm người cá luôn hả? Dạ, tính làm người cá luôn mà mua đồ thầy. Vậy hả? Vậy hả? Dạ. Vậy là chưa đủ duyên thành người cá rồi. Để chương trình quà tặng đuôi tiên cá trên kênh YouTube của con đi chú. Mới có ba em được con tặng cho đuôi tiên cá làm người cá đó. Tiêu ơi, cho em xin đuôi đi. Anh nói xong tập tiếp. Rồi. Đó, em thấy nước nó bị kẹt ở trong đó không? Nên khi mà nước nó dính trong đó em thổi mạnh ra là nước nó văng ra hết, hiểu không? Lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3. Thổi mạnh hơi ra. Rồi hít hơi vào tiếp. Nhớ khi mà mình hít hơi vào á là mình phải nằm im. Nếu mà mình mà đang hít hơi mà mình lắc lắc người á, cái mép miệng của mình hở ra, mình hít hơi vào là nước vô miệng nữa. Nên khi thở bằng ống thở là mình phải nằm im, nổi người trên mặt nước mình mới hít hơi vào. Lúc gì gỡ xuống nói nè. Hả? Khi mà em hít hơi vào là lúc đó là người em phải nằm im, nổi trên mặt nước, không có nhúc nhích. Bởi vì nếu mà em nhúc nhích em chưa quen á, cái mép miệng của em nó hở ra, em lúc em hít vào là nước sẽ vô miệng của em, em hiểu không? Nên phải nằm yên, duỗi người thẳng tay thẳng chân, hít hơi vào,
Rồi ổn định hơi thở nổi người rồi mới lắc đuôi, rồi đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra rồi nằm im. Rồi mới hít hơi vào tiếp. Và khi mà hít hơi vào á, là mình phải nổi người lên ngang mặt nước mới hít hơi vào nha. Chứ không phải em đang lặn ở dưới nước mà em hít hơi vào nha. Làm uống nước mía luôn á. Làm uống nước hồ bơi luôn á. Hiểu không? Cái này giống như ống hút vậy đó. Nè, với lại cách đo mực nước nè, tay em phải nằm ngang với mực nước này thì là em đang nổi, là cái ống thở nó đang nổi. Cái tay của em mà chúi chìm trong nước như vậy á là em không bao giờ được hít hơi vào, hiểu không? Là cái ống thở đấy nó đang bị chìm ở trong nước, hiểu không? Thì bởi vậy tay mình phải ngang mặt nước thì cái ống thở nó mới đang nằm ở trên mặt nước. Còn cái lúc đi hơi á mình ngang mặt nước chứ không được lặn chứ hả? Mình được lặn xuống, khi nào mình hít hơi vào là mình phải lên nổi ngang mặt nước mình mới hít hơi vào. Còn em lặn xuống nước thoải mái, em cứ nín thở em lặn dưới thoải mái thôi. Nhưng mà khi hít hơi vào là phải nổi lên ngang mặt nước. Em nhớ ba bài tập luyện của mình không? Bài 1 nhịp là bơi, bài 3 nhịp là lặn, bài 5 nhịp là lội. Lội có nghĩa là lội ngang mặt nước. Hiểu không? Hiểu rõ vấn đề chưa? Nhưng mà kết hợp vô với cái ống thở này á, là mặt mình vẫn cúi xuống nước. Mình đeo ống thở mình không cần ngẩng mặt lên hít hơi vào, cứ úp mặt xuống như vậy mà bơi, mà nhìn cảnh đẹp ở dưới nước. Ra nhé. Ừ. Để dưới đây. Khi nào em lặn á, thì nó mới vô. Thank you. Khi nào em lặn á thì nước nó mới vô cái ống thở, nên em phải thổi mạnh ra rồi em mới hít hơi vào. Và muốn lên level 2 là em phải làm được cái bài này thật là tốt, nên em phải tập luyện với cái bài này thôi nha cưng. Người cá Helen. Đúng rồi. Hít hơi vào nổi người lên ngang mặt nước đã. Rồi lắc đuôi đếm 1, 2, 3 thổi mạnh hơi ra. Tay ngang mặt nước rồi mới hít hơi vào tiếp. Đúng rồi. Bây giờ thử làm cái bài chìm chìm coi. Chìm á thì này là tay em dịnh ngang mặt nước rồi. Ừ, 3 nhịp. Dạ, ủa cái này sao lặn? Thì mình làm mẫu cho em coi nha. Rồi, người cá Helen bơi qua đây. Kết hợp ống thở tốt rồi, bơi. Đúng rồi, giỏi lắm Helen. Em phải tập như vậy một tuần cho Tion khoan lặn nha. Còn em mà giỏi hơn nữa em lặn luôn cũng được, nhưng mà nhớ phải nổi lên ngang mặt nước vậy mới hít hơi vào nha. Chứ đang lặn mà hít hơi vào là bye bye người cá luôn nha. Hẹn gặp lại dưới đáy biển nha. Rồi, làm từ đây qua bên kia được không? Tion bơi theo. Khó hơn một chút, nếu mà lặn với cái ống thở thì nó khó hơn một chút thôi. Em bị nước vô miệng hả? Sao bị nước vô vậy? Em lại hít hơi vô bằng mũi hả? Vô đây. Không có. Chứ sao bị? Thở nước đi. Hôm nay là ngày đầu tiên em sử dụng cái ống thở đó, có thể là chưa quen, nhưng mà lần sau chắc chắn là em sẽ quen. Jessica, em bơi qua theo cùng với bạn nào. Anh dạy bơi cho em lẹ không? Jessica thấy tôi hướng dẫn em bơi lẹ không? Đó, tôi phải trở thành thầy người cá quốc tế rồi tôi mới dạy bơi lẹ như vậy. Tôi phải bơi hơn 2 vòng trái đất rồi tôi mới có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn lại cho mấy em. Hả? Em đi ôn nhận đi, làm người cá mấy ngày. Đi ôn hả? Một tuần dạy em 1-2 ngày. Không, nhưng mà mấy ngày. Hình như là
một tháng rồi đó. Một tháng. Ừ. Mà có tuần là em không có đi luôn á. Có hai ngày tiêu anh bận. Ừ, tiêu anh bận. Rồi. Tiếp, tập tiếp nha. Ok, các bạn người cá này. Đeo cái ống thở là mình không có quơ tay gì hết. Cứ tay giữ thẳng. Lên xuống thôi, hiểu không? Mình phải cảm nhận nước, độ nổi và lực đẩy trong nước. Hôm nay là thử luôn cái lặn rồi, em thấy như thế nào? Nó cũng hơi dễ mà cũng hơi khó. Đúng rồi, nên thôi bây giờ mình cứ tập một nhịp nổi ngang mặt nước trước đi ha. Khoan vô lặn ha. Rồi, vậy thì còn cái bài vuốt nước để nổi người em biết rồi đúng không? Một, kéo qua là hít hơi vào. Hai, ba, thở ra bằng mũi. Rồi bây giờ mời các bạn coi tiết mục biểu diễn người cá căn bản của bạn người cá Jessica và người cá Helen. Sau một tháng tập luyện, coi các bạn ấy. Rồi, ok, em mới tập 2-3 ngày trở thành người cá, ok, công nhận luôn. Rồi, bơi biểu diễn cho đẹp cho mấy bạn thích mua đồ bơi tiên cá của Mementiun luôn nha các em. Rồi, lặn xuống, qua đây, rồi qua đây, rồi qua kia, hoành về. Rồi, nói hoài mỏi miệng quá rồi, muốn chẻ quay hàm rồi, tiếp đi mấy em. Lắm đó các em. Nhưng mà Tion sẽ hướng dẫn các em một bài múa của người cá ở dưới nước nha. Múa luôn, lặn xuống là múa luôn. Biểu diễn luôn, $200 một giờ khi trở thành người cá quốc tế. Bây giờ Tion xin mời hai bạn người cá Jessica và Helen xuống bơi biểu diễn, chào hỏi, nói chuyện với các bạn dưới nước coi được không nè. Thả tim mấy bạn dưới nước được không nè. Với là một cái biểu tượng làm người cá thật tuyệt cho các bạn coi nha. Giơ tay lên hình trái tim thật tuyệt. Bắt đầu. Lặn xuống. 1, 2, 3. Sự hợp tác của hai em hôm nay. Buổi học kết thúc ha. Hẹn gặp lại các em tuần sau. Và thứ bảy hàng tuần là sự kiện của câu lạc bộ tiên cá chúng ta. Em nào thích đến chơi lãnh quà thì đến ha. Em thích. Ok, bye.